xe cánh xe đuôi đập 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 đập, anh em thấy không, nó hết cái triệu chứng đó rồi, anh em thấy không? Đó, anh em thấy không, rất là ok, rất là rồi, nha. Xin chào tất cả các anh em, cảm ơn anh em đã quay lại kênh của mình. Thì có nhiều anh em là hỏi mình là cái con ưng ấn của mình á, thì tập nó hết bấu găng chưa. Thông báo với anh em một cái tin vui là con ưng ấn của mình á, hiện tại là mình đã điều trị được cái bệnh tâm lý của nó là bệnh bấu găng với không nhạy găng á anh em. Thì mình cũng đã điều trị là hầu như em ấy cũng đã khỏi rồi anh em ha, nhạy găng hơn và hết bấu găng rồi anh em. Nói chung là không hết 100% đâu, nhưng mà mới tập được một tuần. Thì mình có lên mấy cái clip trước là hướng dẫn anh em là tập chim chữa lỗi bấu găng á, chữa lỗi bấu găng vồ người. Mình cũng đã bắt đầu trị ok rồi, và mình cũng vào mồi cho nó rồi. Hôm qua vào một con cúc, hôm trước vào một con cúc, đã vào được hai con rồi. Thì cũng đã bắt đầu thả cúc rồi, bắt đầu nó cũng đuổi cũng rượt rồi, nhưng mà phản ứng còn hơi chậm nha anh em. Thì hôm nay mình sẽ cắt một ít thịt, mình mở hút ra, mình tập để anh em thấy là bữa nay là nó đỡ như thế nào nha. Nó đỡ phải 90% rồi nè. Rồi ok, chúng ta tiến hành ha. Rồi, từ nửa con cúc hồi nãy á, thì mình cắt ra tới mấy chục miếng rồi nha anh em. Cắt rất là nhỏ luôn, cắt như hạt đậu cắn là được anh em nha. Tại vì khi mà mình vô mồi á, thì những cái giai đoạn đầu mà vô mồi thì chúng ta sẽ cho nó ăn hết con cúc luôn. Nhưng đề bằng ưng đang kêu dưới á, thì em cho ăn hết luôn. Còn con này nè, nó ăn thường là nửa con là nó đã căng nhiều rồi. Thì mình sẽ tìm cách mình lấy lại ha. Lấy lại nửa con này, hôm qua là nó ăn vô mồi là nó ăn được nửa con em lấy lại nha. Lấy lại mình phải biết cách nha. Hôm sau em sẽ lên clip em hướng dẫn anh em lấy cái mồi ra. Chứ nếu mà mình cướp mồi của nó thì con chim nó lại cứ mỗi lần quay clip thì lại có anh em gọi. Mỗi lần mà mình cướp mồi của nó là nó sẽ sinh ra một cái tật đó anh em. Nên là nó sẽ là bệnh tâm lý của nó nữa. Đây mở hút cho em đó nè. Anh em nhìn nè, nó bữa nay nó rất là ngoan luôn. Nè, sờ rồi nè. Nó rất ngoan luôn nha. Không có kiểu bấu nữa nè, anh em thấy lên tay không? Không có bấu đâu nha. Đó, rất là ngoan luôn nha anh em. Đừng nói mới nói bấu đi nha. Rồi lên đây con. Rồi. Cái găng này của em là em xài 4 năm rồi, nó bắt đầu nó rách rồi. Thì em dùng keo 502, mấy chỗ rách, mấy chỗ lủng em lấy da em vá lại. Vá lại thì nó sẽ loang lỗ, nó xấu anh em. Xấu nên là phải chơi bọc ở ngoài một cái bao tay khác để nhìn cho nó đẹp, nó thẩm mỹ. Nhưng mà chất lượng thì càng tốt nha anh em. Mấy chỗ rách đó là mấy chỗ mà nó hay bấu món sâu á. Nó hay bấu món sâu thì nhất là mấy chỗ này nè. Đó. Mà mấy chỗ cái này cầm thức ăn ướt á, cầm cúc ướt rồi á, cúc mà có máu rồi hay là cúc mà có mới đông lạnh ra á, thì có ngâm nước á, thì mình cầm mình cho chim ăn á, hoặc là mình hay gấp mình bỏ trong này mình giấu này nè, là mấy cái đoạn này nó sẽ rách nè, không phải rách nhưng mà nó tua chỉ ra, rách chỉ ra đó. Thì cái găng nó theo cái form rồi, nó cứng hết rồi, mấy cái chỗ này nó cứng hết rồi, thì anh em bọc vậy nè nó cũng không ảnh hưởng, nó không có chật đâu, cái này nó giãn mà. Rồi chúng ta tiến hành tập nha. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ quăng một miếng mồi xuống đất nè. Đây là bài tập nhảy găng đó nè. Tập nhảy găng em xem kỹ hiệu lệnh nha. Cái móng chừng nó dính vô cái găng nè. Cái găng này muốn ok là chúng ta sẽ chế 502. Chế 502 nhiều lên cái đoạn này nè, chỗ đầu á, ngón này đó. Và cái đoạn móng móng sau nó hay bấm đây nè. Đó, anh em thấy không? Nó ăn xong nó quay lại liền, anh em thấy không? Nó hết cái kiểu mà bấu dây dép rồi, thấy không? Lì ha. Tại em tập cái kéo nó quen rồi, để không rồi nó. Anh em thấy không?
sau khi mà tập một được một lúc nó quen quen rồi em sẽ thả cho nó đậu trụ để em gọi về. Em thấy không, nó ăn xong nó sẽ quay lại nè, anh em nhìn nè, nó chủ động quay lại nè. Đó là nó hết bị cái kiểu mà đứng đập đập cánh anh em, đứng xòe cánh xòe đuôi đập 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 đập, anh em thấy không, nó hết cái triệu chứng đó rồi, anh em thấy không. Anh em cứ kiên trì tập nha. Anh em mà tập kiểu này kết hợp với cái bài mà lên cầu á, lên cái cầu của nó, lên cầu đậu của nó, rồi kết hợp với là một bước nữa là anh em thức đêm với nó vài đêm. Cái này mới tập được tuần là chim nó ngoan cực kỳ luôn. Ăn cực kỳ luôn nè, nó ăn xong nó không có xòe cánh xòe đuôi anh em, anh em thấy không, cắt miếng mồi thật là nhỏ thôi nha anh em. Cái này nữa, con cút này á, mà con này nó ăn ngoan rồi á, là tí em sẽ cho nó ăn tầm mười mấy miếng làm ngưng, rồi mai em sẽ vào mồi cho nó đó, để cho nó đói vào mồi tập nó vồ, và sẽ còn mười mấy 20 miếng nữa là em lại tập cái con đại bằng ưng tập qua tay á. Chứ em không có cho nó ăn no nha đó, tìm chủ đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho lên trụ đi ha. Cho lên trụ nha anh em. Đây, cho lên trụ này đi. Nó không phải là nó bấu ấy đâu, nhưng mà nó bị vướng vô cái này nè. Cái này nè, nó dễ vướng vải. Đó, anh em thấy không? Rất là ok, rất là nhạy nha. Bây giờ chúng ta sẽ ném chim qua. Khô quá hả con? Cái này là cút tươi đó anh em, cút tươi mà để ngoài gió hồi nó khô. Cái này phải chế miếng nước vô thì nó đỡ hơn. Nó dính cái mỏ. Dính cái mỏ nuốt không được. Rồi ok, trật rồi. Nè, dưới đất nè, có miếng nè. Thấy không? Ăn rớt dưới đất miếng nè. Rất là ngoan này nha anh em, tập có tuần thôi. Em thức đêm với nó tầm 3 đêm. Nói thức đêm nhưng mà cũng tới 12 giờ là ngủ rồi. Đó, anh em mà chim mà có bị cái triệu chứng như là bấu răng nè, mất tập trung nè, gọi không qua tay nè, rồi cứ xòe cánh xòe đuôi nè. Lên nào. Rất ngoan rồi. Rồi ăn xong đi rồi tao sẽ ném mày đi. Này, nó lên răng nó đậu, nó không có cái kiểu mà đậu bấu cứng nhắc như hôm bữa đó. Quăng qua trụ mà lại bay về đó. Tại em đang đeo cái cam ở trên ngực anh em, em không dám vung cái tay mạnh. Vung cái tay mạnh là nó bay. Rồi lại vẫn còn anh em thấy không? Vẫn còn anh em thấy không? Đó. Vẫn còn anh em thấy không? Nó bây giờ nó đang bấu cái dây dép của nó. Đợi tí anh em, nó bị bệnh tâm lý một chút xíu. Giống như mà khi nó tưởng nó đang bắt được con mồi hoặc nó đang bấu cái miếng mồi á. Ôi cái đuôi của nó bị gãy một cái nữa sao nè. Mà không nói nữa. Không sao. Về đó con. Rồi, em nó mới quá nên là chúng ta sẽ không ném nha anh em. Không ném nha anh em. Chúng ta sẽ tập nó qua tay, không ném nha anh em. Hôm nay chúng ta tập qua tay tầm 10 mét. Cái nhà của em 13 mét. Thấy bực không? Cái này nếu mà là cái găng trơn thì nó đã vuột ra rồi. Tại vì nó dướng như thế này nè. Đây cái nhà em là 13 mét. Thì em đứng bên này bên kia em cho nó là 10 mét đi.
mất tập trung đó, mất tập trung đó. Dây. Cho cái pha nãy đó anh em. Cho cái pha nãy. Cho pha ném á. Lì là dẹp luôn nha. Không, xe cổ kiểu như là đợt này em ít cầm ra em tập á, em tập ở trong nhà không à, nên là khi giờ ra xe cổ nó lại bắt đầu nó nhìn ngược nhìn xuôi. Lì á. Nếu mà chim mà lì quá thì anh em lại tiếp tục chơi theo kiểu quăng quăng mồi anh em nhé. Ta sẽ quăng mồi xuống đất. Đó. Tiếp tục tập như vậy thôi anh em. Đây mới tập được tuần mà nó đã rất là ngoan rồi nè. Mà mấy con như vậy nha, vào mồi nó xong ok á, là đến lúc mà nó đuổi mồi á, đuổi. Tại vì nó có tính giữ của đó anh em. Tính giữ của là có nghĩa là khi mà nó bấu mồi, nó bắt mồi rồi là nó quyết liệt hơn. Quyết liệt hơn mà khi nó bắt được rồi á, anh em khó cướp của nó lắm, khó lấy lại của nó lắm. Đó, khó gỡ mồi của nó ra lắm. Nên là cái bài gỡ mồi của nó là bài rất là quan trọng á. Nếu mà chẳng hạn như anh em ra đồng anh em, nó bắt được con rồi đè đó, anh em không gỡ được, không có cách gỡ, không có kinh nghiệm để gỡ thì rất là khó. Khi cướp mồi của nó rồi thì nó sẽ bị cái bệnh là sau này nó sợ anh em cướp của nó, sợ anh em cướp của nó. Có thể là anh em tới anh em giơ tay ra chưa kịp nó quất tay anh em. Giờ nhìn người xui ăn xong mà không chịu nhìn chủ nữa. Đó. Tiếp tục bài quăng mồi nha anh em. Quăng cái giò đi. Xuống đi chứ còn gì nữa. Anh em để nó ăn xong là nó sẽ quay lại nó tìm chủ nè. Còn cái con mà nó đang mất nết, gọi là mất nết, hư cái nết là nó ăn xong nó vẫn bấu cái sợi dây dép nha, cái sợi dây chân của nó. Đó, bữa nay nó đỡ hơn hẳn á, anh em có coi clip. Ui, nó nhanh quá nè, chưa kịp kẹp vào nè. Ớn nhất nha anh em, cẩn thận nha, tại vì đeo cái cam phía trước nên là khi mình né ra là nó thẳng vô mặt mình luôn á. Ví dụ như là mình không đeo cái cam nè thì mình đứng ngang người lại, cái tay mình nó ngang như này thì nó đỡ. Mà đeo cái cam ngay ngực á là nó rất là nguy hiểm á. Lại nhớ bài like rồi đó, đang kẹp cái sợi dây chân á. Nhưng mà cũng đỡ rồi anh em ạ. Em này chắc tập thêm tầm tuần nữa là ok. Kể cả như nó đang bị vậy, anh em đeo chuông anh em vẫn săn được, anh em yên tâm nhé. Nó không có cái tật bấu găng nữa là được. Nó có cái tật bấu găng á, là khi anh em ném nó, anh em ném mồi bốc lên anh em ném á, là nó sẽ dính chân trong găng, là anh em ném không được. Nhưng mà khi mà nó giờ nó lên găng nó đậu, nó không bấu găng nữa rồi á, thì cái trường hợp này nè bình thường. Tại anh em có gắn chuông mà anh em đâu sợ nó đuổi mồi xa tí cũng không sợ. Cái con này là mình đã đeo cái bát rồi, đeo bát lưng rồi, chỉ cần gắn chuông lên nữa thôi. Anh em thấy cái lưng nó có mấy sợi dây không? À, anh em thấy lưng nó có dây không? Đây bát lưng là này nè, bát lưng là này nè. Đó giống như ba lô á. Chim thì mình tập mình không có đeo, khi nào ra đồng mới đeo, hoặc sợ nó dí mồi. Đây
cái móng mà lút vô trong cái bao bao tay kiểu này thì xuống đi chứ còn gì nữa bạn. Kiên trì tập bài này lâu lâu tí nữa anh em ạ. Tập bài này nhé. Bài này là bài thứ nhất nhé. Bài thứ nhất nha. Lắc găng nè, anh em kẹp ở đây nè. Ví dụ con nào lì hơn em còn để thêm một miếng này nữa. Anh em lắc nó lên, cho ăn xong mở găng ra nhé. Cho nó thấy hết là nó đã ăn hết trên găng, trên tay. Rồi đứng vuốt nó một tí. Đó. Những con mà bị nặng á, anh em đầu tiên ra đừng có cho nó ăn sớm. Chơi với nó tầm 20 phút đã. Đó, những con này thì bị nó mới đầu bị nặng đấy, nhưng mà sau đó thì em chơi nó buổi tối thôi. Chứ ban ngày thì không có học rảnh. Em tập kéo đấy, nó quen rồi nên nó không được nhảy găng là vậy. Đó. Xuống đi chứ còn gì nữa. Dính cái móng. Đây nè, anh em để ý nè. Muốn tập nhảy găng á là kẹp một miếng vô đây nè. Miếng này cái miếng chân rồi. Miếng chân thì phải cần cái kéo, miếng chân nó không có đỏ. Em tìm miếng thịt đỏ nè. Kẹp lút một chút xíu thôi. Chút xíu thôi. À, lắc nè. Kèm theo hít sáo nè, có nhiều anh em họ hít sáo hay họ hay. Còn như em thì em thở còi nhé. Em thì em chơi kéo quen nên là em cứ gõ cái kéo. Khi mà anh em tập được cái bài này nè, con chim nó sẽ lúc nào nó cũng để ý găng hết. Để ý găng hết. Đốm. Anh em để nó ăn hết dưới chân. Miễn nó không bấu sợi dây dép là ok. Bấu sợi dây dép thì hơi mệt. Đó. Anh em cứ tập động tác này ok là không cần kéo luôn. À, miếng ngòi rất nhỏ nè. Tìm được miếng thịt nữa. Tập cái bài này là nó sẽ có cái lợi này. Khi mà con chim nó lên găng mà anh em cầm đi là nó cứ tưởng ở dưới đó có mồi không à. Là nó cứ tia. Nó tia hay lắm. Cái đầu nó tia hay lắm. Đó, nó sẽ thích hợp khi anh em lội đồng là nó tia mồi rất là dữ. Lì á. Tại mình chơi kéo quen rồi đó. Đó, thấy không? Thấy không? Đó. Cái này anh em tập cho nó quen nha. Tại vì cái miếng mồi mà anh em để nhỏ vậy á, là khi mà ở cửa ly xa là anh em ở cửa ly xa nó không thấy là có nghĩa là khi con nào mà nó thuần rồi á, nó qua tay rồi không mồi nó vẫn qua nhé. Những cái con mới như thế này á mà tập xa là nó sẽ rất là lì, nên là mình hay là đứng ở xa mình hay giơ cái kéo ra. Đó, giơ cái kéo ra biết là nó quen. Cái nào nó cũng sẽ có mặt hạn chế của cái đó. Nên là tốt nhất là cái thời gian đầu là anh em cứ tập gần trước đi. Cứ tập gần, tập thật là thuần. Đừng có tập xa, đừng có vội tập xa làm gì hết á. Tập xa mà nó lâu qua rồi anh em gọi nhiều á, dẫn tới nó liền chim thôi. Đó, thấy không? Bấu chặt quá nè. Cái này vải nè. Để em mua chơi keo 502 loại lớn lớn. Em sẽ chế nguyên cái ngón này. Nguyên ngón này là cái chỗ đậu này nó sẽ không có bị vướng nữa. Bữa em nhiễu một vài điểm ở trên này để cho nó cố định hết. Đây nè, mấy cái điểm cứng cứng này là em nhiễu một vài điểm. Ở trong này là màu sắc nó loạn hết. Tại em đắp á. Cái găng này xài 4 năm rồi. Nhà là nhà bán găng nha nè. Nhưng mà bây giờ mà lấy cái găng mấy trăm ngàn ra chơi thì thật sự là cái này nó ôm rồi. Nó theo cái form rồi. Bây giờ anh em lấy cái găng mới ra đeo nó không vừa tay đâu. Lấy ra đeo nó phải là mất một thời gian nó mới vừa cái tay anh em. Găng mới về đeo khó chịu lắm. Nên là bây giờ lấy găng mới ra đeo là em không thích. Găng cũ này nè. Đó. Kể cả em đeo lốp bao tay nó lên em dán cũng vẫn được luôn. Nói chung là cái cơ bản nhất là những cái đoạn từ ba ngón này là nó không có hư. Nó chỉ hư là đúng cái chỗ mà cái móng này nè. Móng này nè. Đó. Với lại cái chỗ này. Cái chỗ này là hay mồi ướt rồi là nó đứt chỉ nha. Lâu ngày nó đứt chỉ nắm ra nắm vô nè. Cái chỗ này là cái chỗ này. Thấy cái đường này không? Cái đường này là cái đường nó sẽ tét chỉ, đứt chỉ nó mục, nó đứt, nó ướt nước lâu ngày là nó mục. Quay đầu lại. Ừ.
ok nha anh em, rất là ok nha. Thôi em xin kết thúc clip tại đây nha. Em vẫn tiếp tục em tập thêm chút nữa nhưng mà em kết thúc clip tại đây. Em lên clip để cập nhật cái tình hình của em nó sau một tuần tập á, thì anh em thấy ok nhé, có hiệu quả nhé. Anh em nào mà bị cái trường hợp mà bấu răng rất là ghê, đứng cầu cũng bấu cầu rất là ghê đó, và có cái bệnh là xòe cánh xòe đuôi và bấu xòe dây dép đó, cái bệnh đó là bệnh là nó mất tập trung ghê lắm. Là anh em gọi giống như nãy nó đậu dưới cái gầm xe này nè, anh em gọi nó cứ quay lưng lại anh em, nó đâu có nghe anh em đâu, đâu có để ý còi chuông gì đâu, đúng không? Đó thì cái bài này là cái bài tập có hiệu quả rồi nha anh em. Là như lên găng bây giờ là nó không có bấu găng nè. Mới nói bấu rồi nè. Đó. Ok, chủ động nhảy vậy là đâu có bấu găng. Nó đi tìm, nó thấy cái gì đó rõ, nó nghi nghi là nó tìm. Anh em thấy không? Nó tìm. Rồi ok, em xin chào tất cả anh em, sẽ hẹn gặp anh em ở những video